Xin chào anh em, lại là mình đây nha. Đây là trước cổng của chùa Hoàng Pháp nha. Họ sẽ bán những cái sản phẩm nói về Phật giáo nha, đầy đủ thứ luôn. Hai bên đường họ bán rất tấp nập nha. Đây là trước cổng của chùa Hoàng Pháp, và đây là phía bên trong của chùa Hoàng Pháp. Đây, và đây là những cái nón lá của người Việt Nam nha, là người ta hả trưng bày, người ta làm những cái cảnh rất đẹp nha. Đó, bạn thấy không, những cái nón lá đơn giản mà lại là hả làm ra những cái sản phẩm rất đẹp. Đây là cái cổng, còn đây là nhà vòm hoa đào giả, mình nhìn thấy đẹp không? Đây là nhà vòm hoa, cái này là không phải hoa mà đây là những cái lồng đèn. Còn đây là nhà vòm hoa mai, và những cái chị em này đang mặc áo dài để chụp hình nha. Đó, bạn thấy đẹp không? Phía bên trong của chùa Hoàng Pháp toàn là thấy hoa không, và các chị em phái mặc áo dài để chụp hình. Đó, đủ thứ màu sắc hết, tha hồ mà chụp hình. Đẹp không mấy bạn?